Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay vườn lan Cửa Nguyện lại lên một số mặt hàng lan rừng cho các bác sưu tầm. Đầu tiên là hình số 13, Ý Ngọc. Ý Ngọc đã nở hoa rồi nhé. Hình này thì nếu ai ở gần thì còn được chơi hoa này, nhưng ai ở xa quá là về hoa tàn mất này. Hình số 13, 380.000, thuần lâu rồi, bầm rất là khỏe đẹp, Ý Ngọc các bác nhé. Hình 13, 380.000. Láng hương tam bảo sắc cây lá xếp. Giò này có hình số 21, có một vòi nụ, 250.000, thuần rồi ạ. Dáng hương tam bảo sắc cây lá xếp, hình số 19, 300.000. Cái này thì hoa nó bung mất rồi. Hình 19, 300.000 nhưng vẫn còn chơi được vài hôm nữa đấy. Combo một giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân lẫn một ít Ý Ngọc nhé. Giò đùi một dề đùi gà, thuần rồi, hình 37, 250.000. Hình 37 combo này 250.000 này. Tiếp là giò này là giò tam láng hương tam bảo sắc nhưng lẫn một cây cáo. Cáo thì đang có nụ như này các bác nhé. Cáo đang nụ, giáng hương tam bảo sắc cũng đang có nụ. Đang nụ như này. Hình số 22, 320.000. Hình số 32, 320.000. À hình số 22 chứ nhầm, 320.000. Long tu đá, xìn hồ, hoa tím. Hình 12, 300.000. Mầm tơ đang lên các bác nhé. Hình số 12, 300.000. Nhiều mầm tơ. Tiếp cái combo này. Combo này một giò gồm một giò hoàng thảo tam bảo sắc thuần rồi này. Có một thân thơm vani đang nở này. Cộng với một giò phi điệp vàng bé như này. Giò phi điệp vàng bé nhé. Cộng với lại một giò môi tua. Môi tua thì chưa thuần đâu ạ, nhưng mà đang bắt đầu có thân nhú nụ. Hình này combo này 250.000. 3 giò. Chờ một quay đi. 250.000 nhé. Hình số 2. 250.000. Tiếp ra báo. Hình số 28, 250.000. Ra báo hình 28, 250.000 này. Ra báo hình số 7, 290.000. Thuần rồi, ra báo thuần hết rồi. Ra báo hình số 8, 290.000. Hình số 8, 290.000. Ra báo hình số 4, 270.000. Ra báo hình số 6, 290.000. Ra báo hình số 3, 270.000. Đùi gà tròn hình số 36, 150.000. Cái này mầm tơ đang lên nhiều các bác nhé, trồng thuần lâu rồi. Hình 36, 150.000. Phi điệp vàng. Phi điệp vàng hình số 17, 250.000, có một thân dài. 250.000 số 17 phi điệp vàng. Giáng hương tam bảo sắc hình 113, 450.000. 450.000 các bác nhé. Giáng hương tam bảo sắc hình 111, 450.000. 111, 450.000 nhé. Hoàng thảo vôi hình số 66, 470.000. Một bảng thớt to. Wow.
phong thảo giá hương tam bảo sắc hình số 100, 450.000. Hôm nay em quay một số mặt hàng. Bác nào mà lấy loại nào thì gọi điện cho số điện thoại trên đầu bài. Xin chào, hẹn gặp lại.